Ôi ạ, thì anh có tiếng chưa? Dạ rồi ạ. À, cảm ơn. Thưa thầy và quý đồng nghiệp, em xin trình bày bệnh án hội chẩn ạ. Bệnh nhân nữ 31 tuổi, địa chỉ Ký Tứ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngày vào viện mùng 7 tháng 1 năm 2021, lý do vào viện: có giật, đau đầu, chóng mặt, đau ngực. Bệnh sử là bệnh nhân 3 ngày nay xuất hiện đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi kèm đau ngực. Cách nhập viện 30 phút thì bệnh nhân đột ngột lên cơn co giật toàn thân, ở nhà chế dùng thuốc gì vào viện? Tiền sử bản thân có giật 2 lần trong 6 tháng nay, nhiều cơn đau ngực trước đây. Tiền sử gia đình là chưa phát hiện bệnh lý liên quan. Ghi nhận lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc kém hồng, không phu, không xuất hiện dưới da, đã qua cơn co giật, đau đầu, choáng nhẹ, chưa thấy dấu hiệu thần kinh khu trú. Mạch 110 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 150/80 mm thủy ngân, nhịp thở 20 lần trên phút. Tim nhịp nhanh, T1, T2 nghe rõ, phổi thông khí rõ, chưa nghe ran, bụng sơ mềm, ấn đau tức vùng thượng vị, không thấy dấu hiệu bụng ngoài khoa. Khám hiện tại thì toàn thân bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thể trạng trung bình, BMI 20kg trên mét vuông, da niêm mạc hồng, không sốt, không xuất hiện dưới da, tuyến giáp không lớn, hạch ngoài biên không sơ thấy, không nôn, đài tiểu tiện bình thường, mạch 80 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 130/80, nhịp thở 20 lần trên phút. Cơ quan đau ngực từng cơn, T1, T2 nghe rõ, không nghe tiếng thổi, phổi thông khí rõ hai bên, bụng mềm, gan lạch không sơ thám. Kết quả cần lâm sàng thì em đã đầy lên trên hệ thống ạ. Siêu âm tim của bệnh nhân là đường kính và chức năng tâm thu thất trái trong giới hạn bình thường ạ. CT scan lồng ngực thì có phát hiện một cái cấu trúc tỷ trọng dịch vị trí bơ phải tầng dưới trung thất, bơ đều kích thước khoảng 71 x 66 mm thủy ngân ạ. Bơ trong liên tục với mang ngoài tim, bơ ngoài liên tục với mang phổi trung thất phải. CT scan lồng ngực có thuộc ạ, là cấu trúc choán trổ tỷ trọng dịch bơ đều giới hạn rõ dọc theo mang ngoài tim bên phải, kích thước khoảng 45 x 65 mm. CT scan sau nào chưa phát hiện bất thường. Chẩn đoán của bệnh viện là theo dõi nám ở ngoài tim, chưa loại trừ u trung thất, có giật chưa rõ nguyên nhân, tăng huyết áp, trào ngược dạ dày thực quản. Bệnh nhân đang điều trị là artemisinin 40mg trên 24 giờ tiêm tĩnh mạch, vintanin 500mg trên 24 giờ tiêm tĩnh mạch, timpon 35mg ngày uống, midazolam 160 trên 12,5mg trên ngày uống. Bọn em xin phép hội chẩn chẩn đoán hình ảnh tim mạch thân kính ạ. Chẩn đoán và hướng điều trị và hợp lý chưa? Bọn em xin hướng điều trị tiếp theo. Em xin hết ạ. Vâng, tôi xin lại quay trở lại cái cách tôi vẫn giảng bài cũng như làm việc trong cuộc đời tôi. Thì bao giờ cũng thế, chúng ta coi cái lý do vào viện ấy, giống như là cái chìa khóa để mở cái cửa ấy. Nếu mà chúng ta cầm một chùm chìa khóa mà chúng ta cứ đi mở tất cả cửa ấy, thì cuối cùng là loay hoay mãi chúng ta chưa đến được cái phòng mà chúng ta cần đến. Thế do đó rất quan trọng là chúng ta phải tìm đúng cái chìa khóa. Và cái chìa khóa đấy chính là lý do đắt khách nhất, lý do quan trọng nhất mà làm người bệnh đến với chúng ta. Thì trong bệnh nhân này thì các bạn có lý do vào viện, các bạn đưa lên đến tận 4 lý do: đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đau ngực. Sau đó cuối cùng thì mới là lý do là co giật toàn thân. Thế do đó thì tôi thì ngược lại, trường hợp này chúng ta đừng tập trung vào những cái khác nữa. Đừng có kén với cả nang, đừng có bất cứ chuyện gì, mà chúng ta phải tập trung vào một chuyện, đây là bệnh nhân bị co giật. Các bạn phải mô tả cơn co giật đấy thật, có đúng là co giật thật không. Và chúng ta lấy cái đấy, lấy cái chìa khóa đấy thì chúng ta đi tìm các nguyên nhân dẫn đến co giật. Còn những cái thứ khác mà chúng ta đang tìm thấy thì chúng ta sẽ gọi là bệnh kèm theo thôi. Và nhiều khi chúng ta đang loay hoay, chúng ta vớ được cái nang với cái kén ấy, thế là chúng ta cứ loay hoay vào cái nang kén ấy, chúng ta bệnh nhân lại co giật thêm mấy lần nữa. Mỗi lần co giật là mất đến không biết bao nhiêu neuron thần kinh. Vâng, chính vậy tôi xin bắt đầu bằng thầy Hướng ạ. Mời thầy. Kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các thầy, cô, các anh chị đồng nghiệp ở đầu cầu Hà Tĩnh. Thực tế đang nói tôi có xem qua bệnh án này rồi thì có mấy cái điểm tôi hỏi thế này này. Không biết là các bạn chứng kiến được cơn co giật không, và có thể là miêu tả là cơn co giật biểu hiện như thế nào không? Dạ thưa thầy, là bọn em không chứng kiến được cơn co giật ạ. Thầy có ai chứng kiến được cơn co giật này không? Dạ có người nhà bệnh nhân ạ. Thì người nhà bệnh nhân miêu tả thế nào thì cả các anh chị có thể miêu tả lại được không? Xem cái cơn co giật là kiểu gì? Dạ, họ miêu tả là rún rợn. À thế à? Rau cơn trên cái lông sang như thế này này. Vì bệnh nhân này là bị động kinh rồi. Tôi hỏi thế là để xác định chắc chắn hơn thôi, cho động kinh rồi. Vì hai lần co giật trong vòng 6 tháng. Bây giờ lại lên cơn co giật thì điều đó là động kinh rồi. Và đây là bệnh động kinh. Vì động kinh có hai loại. Một là cơn động kinh cấp tính sau một bệnh lý cấp tính.
thì cơn động kinh cấp tính thường xảy ra là trên bệnh lý cấp tính, nhưng mà bệnh nhân này đã hai lần trong 6 tháng vì theo định nghĩa của Hội động kinh thế giới đây là động kinh rồi. Thì về nguyên nhân động kinh ở người cao tuổi đó thì có đến một tỷ lệ rất lớn đúng rõ nguyên nhân. Thì thực tế ra không phải không rõ nguyên nhân đâu, mà thực tế ra có nguyên nhân đấy, vì những cái tổn thương ổ khuyết do các cái bệnh lý mạch máu nhỏ hoặc một số cái tai biến mà các ổ khuyết nhỏ mà mình cũng để ý đôi lúc có triệu chứng trên lâm sàng, mà chủ yếu tổn thương vào các vùng chức năng của gây cơn co giật, ví dụ vùng trán và thái dương chẳng hạn, thì cũng là rất dễ lên cơn co giật. Cho nên về chẩn đoán đây là động kinh rồi, tôi khẳng định với các bạn là động kinh, là bệnh động kinh đấy. Còn nguyên nhân gây ra bệnh động kinh này á, thì thực tế nó để xác định chính xác thì bắt buộc phải chụp cộng hưởng từ não. Nhưng mà vì cái CT á, thì các bạn biết là một số hình ảnh nó không đặc hiệu. Cái thứ hai là một số hình ảnh sẽ không phát hiện ra trên chụp cộng CT mà cần phải chụp cộng hưởng từ não. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ sờ một vấn đề thôi, là cái u ở ngực này. Thì tôi muốn biết là u ở ngực này là u lành tính hay u ác tính. Nếu u ác tính thì cái ý thức, cái suy nghĩ bác sĩ lại khác, thì mình xem thử là có vấn đề gì mà di căn lên nào không. Còn nếu cái này cái u lành tính thì tôi nghĩ là một cái người già cũng hay gặp thôi, và có thể là một cái tổn thương nhỏ trên nền tảng một cái bệnh lý mạch máu nhỏ hoặc một cái tai biến cũ mà có thể không có triệu chứng. Vì người già thì thường gặp và hay gặp những trường hợp đấy, và một tỷ lệ rất lớn động kinh ở người già không vô căn. Về cơ bản đấy là về nhận xét của tôi, còn các bước tiếp theo thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái hình ảnh mà anh Linh đọc. Và còn về điều trị tôi thấy các anh chị hầu như các anh chị đây là động kinh rất rõ, nó các anh chị không dùng một cái thuốc kháng động kinh nào vào đây cả. Vâng, tại vì xin lỗi thầy Hướng là vì các bạn vẫn chưa chẩn đoán động kinh, các bạn đang tập trung nghĩ đến cái khối u. Dạ, vâng, thì cái này thầy Hướng nên kê đơn luôn cho bệnh nhân. Cái này bắt buộc phải dùng thuốc kháng động kinh đấy. Vâng, vì động kinh rất rõ đấy. Vâng, thì bây giờ tôi họ muốn hỏi đầu câu là mình có những nhóm thuốc kháng động kinh gì hiện tại ở địa phương, mình có những nhóm thuốc kháng động kinh gì ạ? Valproate acid có không? Depakine, lamotrigine. Thưa thầy, hiện tại chỉ có phenobarbital thôi ạ. Phenobarbital được, nhưng phenobarbital thực tế ra mà ở những người già thì dùng là nó vô cùng nguy hiểm, gây ra sa sút trí tuệ, gây ra giảm suy giảm nhận thức. Cho nên cái vấn đề mà mình dùng ở người cao tuổi phenobarbital thì cẩn thận. Vâng. Tôi đề nghị là như vậy, thầy Hướng cứ kê đi, các bạn sẽ biết và sẽ tìm cách có cho bệnh nhân. Vâng. Đừng chọn những thuốc gì mà nó nguy hiểm đến trí tuệ của người bệnh. Vâng. Theo tôi thế này, các anh chị dùng nhóm Avanvolat á, thì một nhóm nó dễ mua ở tuyến tính, đấy là nhóm Depakine. Các anh chị có biết là có biết là thuộc Depakine không nhỉ? Valproate acid á. Thì cái nhóm đấy là hàm lượng là 500 mg. Ngày dùng 2 viên thôi. Các anh chị vào dùng đều và dùng suốt đời đấy. Cái này về nguyên tắc là dùng suốt đời, vì đã chuẩn đoán động kinh người già rồi thì không bỏ thuốc kháng động kinh được đâu. Vì trong lúc các anh chị mà dùng thuốc kháng động kinh mà các anh chị bỏ là vô cùng nguy hiểm đấy. Vâng. Cho nên là dạ vâng vâng. Một viên sáng một viên chiều. Một viên sáng một viên chiều uống sau ăn. Vâng. Thì các anh chị cũng biết là có ghi kịp không và có biết tên thuốc không? Depakine có, các chị gật rất nhiều lần rồi ạ. Vâng. Vâng, thầy Hướng có ý kiến gì nữa không ạ? Còn về cái nguyên nhân thì chắc là chờ anh Linh đọc cái kết quả ngược đã, sau đó mình có quyết định tiếp là nên không nên chụp cộng từ nào. Vâng. Vâng. Còn lại thì atimezon tiêm tĩnh mạch, vintanin tiêm tĩnh mạch có cho uống không ạ? Tôi cũng, bây giờ mà bệnh nhân không chóng mặt thì cũng cần dùng cả cái thuốc này đâu ạ. Vâng. Đặc biệt là vitamin chắc. Vâng. Là chính là tăng ganin này, là acetylcysteine đấy. Thì thuốc này nếu mà bệnh nhân chóng mặt không cần phải dùng để. Vâng, tôi nghĩ tất cả bệnh nhân chóng mặt chắc là cũng là do cái cơn động kinh, sau đó mệt mỏi chóng mặt. Vâng. Còn tôi cũng bảo dừng lại luôn cái trimipon nữa, cái đấy chính là cái vastaren, chắc thế trimisetidine thì chắc là không cần dùng nữa. Và chúng ta chỉ cần bắt đầu bằng cái thuốc động kinh của thầy Hướng cộng với cả thuốc midatoren, chính là thuốc huyết áp đấy hay là cái gì đấy ạ? Cái midatoren 160 là huyết áp đúng không ạ? Và sạc tăng đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Tại sao lại dùng liều cao đấy? Bệnh nhân trước đây dùng liều đấy rồi. Tại vì tôi thấy trên điện tâm đồ bệnh nhân là không có trục trái, như vậy tăng huyết áp bệnh nhân mức độ nhẹ đấy. Huyết áp của bệnh nhân đo được cũng 150/80 thì chúng ta nên bắt đầu bằng liều thấp được. Huyết áp thấp quá cũng có thể dẫn đến tình trạng bệnh nhân tụt huyết áp và gây ngất đấy ạ. Sáng nay tôi vừa khám một trường hợp bệnh nhân có bị tăng huyết áp, tôi chỉ cho một viên và sạc tăng, nhưng mà một bác sĩ khác không để ý đến thì cho thêm một viên nữa, mà cuối cùng bệnh nhân ngất xỉu ở nhà. Thế do chúng ta cũng hạn chế dùng cái thuốc lợi tiểu liều cao, và cộng với cả cái thuốc và sạc tăng liều cao này có thể gây tụt áp, thì các bạn cho một viên thôi, viên 80 thôi, và theo dõi huyết áp cho người bệnh.
Vâng, thế về điều trị nội khoa của tôi với thầy Hướng là như thế vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mới quay lại cái chìa khóa phụ, cái ngách bên cạnh ấy. Tất nhiên cái ngách bên cạnh nhiều khi nó mở ra thành cái ngách lớn, nhưng mà chúng ta cũng nên chọn cái triệu chứng đầu tiên quan trọng nhất người bệnh để chúng ta phân tích và chúng ta tìm các cái nguyên nhân sau đấy. Thì mời thầy Linh cho cái chẩn đoán CT cái nang, cái não thì không có gì đúng không ạ? Dạ vâng, cái não thì bệnh nhân có cái viêm xoang tương đối nặng thôi, còn đâu hoàn toàn trên hình ảnh căn lớp của não thì không thấy. Vâng. Tuy nhiên như thầy Hướng nói, nếu mà rõ cơn động kinh thì vẫn phải chụp cụm từ, tại vì có một số tổn thương gây ra động kinh mà không thể nhìn thấy được trên căn lớp vi tính đâu. Vâng. Vâng, thì em xin phép bỏ qua cái bên bệnh viện của mình chưa có máy MRI đúng không ạ? Bên bệnh viện Kỳ Anh đúng không ạ? Vâng, chưa có ạ. Vâng, tôi khuyên là sau khi bệnh nhân ổn định rồi cũng nên cho bệnh nhân chuyển đến Hà Tĩnh chụp một cái MRI để loại trừ, và cả làm cả điện não chứ thầy Hướng nhỉ, cũng nên làm cái điện não đồ. Vâng. Bà có thể hiểu nếu mà cơn điện hình rồi ấy, thì cái điện não đồ thì không phải là cần thiết bây giờ, chủ yếu là làm điện não để mình đánh giá thử xem khả năng mà xuất hiện cơn thứ hai. Vâng. Là mình ví dụ điện não đồ mà có sóng động kinh thì khả năng xuất hiện cơn thứ hai rất là cao. Vâng. Là gọi là tiên lượng. Tiên lượng thôi. Vâng. Vâng. Nên do đó chúng ta làm một bộ điện não. Và còn một cái trước khi thầy Linh đang tìm kết quả, tôi cũng hỏi thầy Hướng, trước đây tôi được học thì là cái cơn động kinh rất hay có dấu hiệu là bị đi đái dầm. Thì liệu cái đấy còn độ nhạy, độ đặc hiệu còn cao không ạ? Báo cáo với thầy vừa rồi thì Liên hội khám động kinh nó đưa ra hai cái triệu chứng, là triệu chứng tiểu dầm và triệu chứng cắn phải lưỡi. Nhưng tuy nhiên triệu chứng tiểu dầm thì hiện nay bây giờ họ đã đưa ra vào cái là độ nhạy, độ đặc hiệu rất thấp. Cho nên là đây là triệu chứng mà không phải gợi ý nhiều lắm, vì có những cái cơn ngất mà không phải là động kinh cũng gây ra tình trạng tiểu dầm. Cho nên chính vì thế là đây, nhưng mà cắn phải lưỡi ấy, thì là cái triệu chứng cũng khá đặc hiệu. Đặc hiệu, độ đặc hiệu lên đến 85%. Dạ, vâng. Vâng, vâng. Bệnh nhân này có cắn lưỡi không ạ? Có cắn lưỡi không ạ? Không ạ. Không ạ, vâng. Mời thầy Linh. Thầy Linh không xem được phim à? Dạ, dạ mà có thể hiểu các bạn. Mà có thể hiểu và các bạn ở bên Kỳ Anh. Thực ra thì cái phim này các bạn đã chụp và cũng đã chuẩn đoán rất rõ ràng rồi. Các bạn đã chuẩn đoán là kén nang màng ngoài tim. Thì ở đây chúng ta thấy là cái hình ảnh khối tỷ trọng dịch, chúng ta có thể đo để chúng ta đánh giá cái tỷ trọng của nó, là tỷ trọng dịch rất là rõ, nó chỉ là vài đơn vị Hauch siêu thôi, bờ ranh giới rất rõ và nó liên tiếp với cái màng ngoài tim như thế này. Đấy, và đây là một hình ảnh điển hình của một cái kén màng ngoài tim. Thế còn trên cửa sổ nhu mô phổi thì khi mà xem thì bệnh nhân không có cái tổn thương gì bất thường của nhu mô phổi hết cả. Đấy, như vậy đây là một cái tổn thương kén là màng ngoài tim điển hình và lành tính. Vâng. Không có tổn thương nhu mô phổi. Vâng. Trong các y văn thì cái tỷ lệ này thậm chí có những nghiên cứu nó lên tận 1%, nên là cái tỷ lệ nó cũng rất là thỉnh thoảng gặp của chúng ta gặp và đều là diễn biến rất là lành tính. Tuy nhiên là nó cũng có một số ca chúng ta cần phải xử lý. Hôm nay tôi cũng mời bác sĩ Nguyễn Duy Thắng, chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực tim mạch. Thầy Thắng sẽ cho chúng ta một số các cái khuyến cáo khi nào phải xử lý những cái kit này. Vâng, thưa thầy Hiếu, thưa các thầy, thưa các anh chị đồng nghiệp. Trường hợp này thì theo như thầy Linh thì đây là một cái trường hợp mà nang màng ngoài tim khá là điển hình, và trong những trường hợp mà có khối u nang ở trung thất trước này, nếu như ở tại vị trí này thì gần như chúng ta khẳng định nó là nang màng ngoài tim. Nếu như nó ở vị trí cao hơn thì có một cái tỷ lệ chúng ta gặp một cái tổn thương tương tự, người ta gọi là nang tuyến ức. Nhưng ở trong nang tuyến ức thì cái dịch ở trong nó sẽ có tỷ trọng cao hơn. Với những cái nang màng ngoài tim như này thì đây là cái tổn thương lành tính, thường là bẩm sinh, và bệnh nhân đã sống cùng với cái nang này từ khi nhỏ đến bây giờ. Người ta sẽ chỉ xử lý trong cái trường hợp nang này nó gây ra hạn chế về mặt hô hấp. Tức là các anh chị có thể làm bằng đo chức năng hô hấp nếu như bệnh nhân có rối loạn thông khí hạn chế, tức là thể tích phổi lồng ngực nó bị cái u này, trong trường hợp nó lớn, nó gây chèn ép vào phổi và nó làm giảm thể tích khí lưu thông, thì trong trường hợp đấy chúng ta mới làm. Còn lại tất cả các cái trường hợp mà nang mà ngoài tim thì là những cái nang lành tính và không cần thiết phải can thiệp gì, cũng không gây các cái triệu chứng khác, ví dụ như là đau đầu, chóng mặt hay đau ngực, co giật gì cả. Vâng. Nghĩa là tóm lại trong đời thầy chưa mổ cái nang mà ngoài tim nào bao giờ? Không, bọn em cũng có mổ một số những cái nang ở Việt Nam thì không, cái nang mà ngoài tim này cơ mà. Vâng, có hai lý do để người ta mổ nang này. Mổ cái nang này thì khá là dễ đấy ạ. Vâng. Mổ nội soi và khi mà mình lấy ra thì mình có thể chọc thủng cái nang, mình hút hết dịch ra ngoài. Thì chính vì vậy cho nên là cái nang này là có thể mổ nội soi toàn bộ. Trong những cái trường hợp này người ta mổ vì hai cái lý do, một là rối loạn thông khí hạn chế, và trường hợp thứ hai là những cái trường hợp mà bệnh nhân được chẩn đoán là u nang, bệnh nhân lo lắng và bệnh nhân đề nghị đến phẫu thuật.
Tôi thấy cái chẩn đoán thứ hai thì không đúng lắm ạ. Vâng, bệnh nhân đề nghị chúng ta nhất định không mổ chứ, đúng không? Vâng, tôi thì tôi search trên mạng thì trên thế giới cũng chưa thấy ai người ta nói đến mổ cái kit này cả, trừ trường hợp mà bệnh nhân có bệnh đi kèm người ta vào mổ. Thí dụ như thầy mổ tim xong rồi tự nhiên thấy có cái nang thì thầy giải quyết luôn cho người ta thôi, đúng không? Vâng, cảm ơn thầy Thắng. Còn bác sĩ Hải, tôi cũng muốn chia sẻ bác Hải một chút, vì cái này bệnh lý này thì dạ khá rõ ràng rồi, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với thầy là xử trí một cái trường hợp mà bệnh nhân vào viện với biểu hiện là ngất hay là động kinh mà không ai chứng kiến cơn, người nhà cũng chỉ nói không chính xác như cái trường hợp này, thì cái phác đồ thái độ xử trí khoa cấp cứu của thầy, mời thầy. Dạ vâng ạ, kính thưa thầy Hiếu, thưa quý vị đồng nghiệp, thì một cái trường hợp co giật vào viện, chúng ta chứng kiến cơn co giật hoặc là sau cơn co giật mà vẫn không tỉnh ra ấy, giữa hai cơn co giật thì có là trạng thái động kinh, thì đối với hồi sức cấp cứu được cái đó là điều sợ nhất. Và chúng tôi phải dùng thuốc chống co giật. Không, tôi muốn hỏi là bệnh nhân vào với chúng ta co giật mà không ai chứng kiến cả, giống trường hợp này. Còn trong trường hợp này không ai chứng kiến thì buộc chúng ta phải tìm những dấu hiệu gián tiếp thôi. Và đầu tiên là hỏi bệnh nhân xem lúc đấy là bị như nào, hỏi như xung quanh như chúng ta đã vừa được nghe. Thì hai nữa là tìm dấu hiệu cắn lưỡi là một trong dấu hiệu cũng khá là quan trọng. Nếu những trường hợp thấy dấu hiệu cắn lưỡi mà tổn thương lưỡi hai bên thì có thể là đó là một sau cơn co giật. Hay là thứ ba là tìm những dấu hiệu gián tiếp của chấn thương, ví dụ người ta đang bị ngã ra, người ta thấy bị chảy máu chỗ đầu hoặc là chảy máu đâu đó. Vâng. Thì tôi cũng thêm một chút nữa, trong trường hợp này thì chắc là nếu mà tìm cái nguyên nhân thì không biết là có nên chụp cộng hưởng từ hay không, và không biết là nên có nên làm HIV không. Một số trường hợp cái tổn thương kiểu HIV S có thể là biểu hiện của cái nấm thủy thái dương thì cũng có thể gần co giật. Vì trong trường hợp co giật thì thường chúng tôi cũng yêu cầu làm cái này. Vâng. Cộng hưởng từ thì chắc chắn phải làm rồi. Còn HIV thì tôi nghĩ là thôi, bệnh nhân 71 tuổi mà vấn đề nữa là nếu mà thấy tổn thương trên ở vùng thái dương chúng ta mới đi quay lại tìm HIV đâu có muộn, đúng không? Vâng. Vì bệnh nhân này muốn HIV mà thử lại phải gia đình phải lại đồng ý đấy, mà người ta lại cũng gây khó khăn cho các bác sĩ ở bệnh viện Kỳ Anh. Vâng, mời thầy Hướng. Em nghĩ câu hỏi này cho phép em trả lời, vì thực tế ra trên thế giới thì theo hội đồng kinh thế giới có tiêu chuẩn như thế. Vâng. Tiêu chuẩn thứ nhất có mấy cái khả năng nó chắc chắn, và là khi mà mình chứng kiến cơn, bác sĩ chứng kiến cơn và thấy rằng là đấy là cái cơn điển hình của cơn gọi là động kinh cơn lớn, là tonic clonic, gọi là động kinh cơn lớn, là cơn có cần có giật đấy. Thì còn tiêu chuẩn thứ hai nữa là cái triệu chứng mà thầy Hải nói là cắn phải lưỡi. Nhưng cắn phải lưỡi không phải đồ đặc hiệu thì cao, nhưng đồ nhạy thì lại được không phải. Cho nên là chính vì vậy không phải trường hợp nào cắn phải lưỡi, cho nên đừng dựa vào cái tiêu chuẩn đấy. Nếu có cắn phải lưỡi thì khả năng cao, nhưng mà không cắn phải lưỡi thì không phải là loại trừ không được kinh. Tiêu chuẩn thứ ba là có thể nhìn qua video nếu như gia đình quay được cái cơn đấy. Nhưng mà có một cái tiêu chuẩn cũng là khá chắc chắn là cả cái cơn nó xảy ra ngắn như gia đình miêu tả, vì bản chất gia đình người ta không phải là chuyên môn, người ta sẽ không thể miêu tả được cái cơn mà kiểu như thế nào người ta bịa ra được. Và cả cái cơn mà lặp lại gần giống nhau và lặp lại, và trong cơn mất ý thức, và đặc biệt là có mắt đảo ngược, rồi là nhãn cầu đảo ngược và tăng tiến đờm dại. Thì đấy là cái dấu hiệu rất điển hình của cơn động kinh. Thì như mà miêu tả vừa rồi thì em nghĩ là đây là khá chắc chắn là cơn động kinh. Và như người bác sĩ miêu tả, gia đình miêu tả như thế là chắc chắn là cơn động kinh. Và cái thứ hai, một cái mà khẳng định chắc chắn nữa là 6 tháng nay đã xuất hiện hai cơn, và bây giờ xuất hiện cơn thứ ba, và cơn tương tự như thế là đó là khả năng cao, và đây là tiêu chuẩn quốc tế đã khẳng định thế. Vâng. Nên đây là chắc chắn là cơn động kinh thôi, chứ không phải là cơn vâng. giãn động kinh hoặc cái vâng, cảm ơn thầy Hướng. Như vậy là hội thần kinh của thầy thì cũng rất rộng rãi hơn hội tim mạch của chúng tôi. Chúng tất cả những cái gì mà chẩn đoán đều phải thực thể cả. Bệnh nhân mà chẳng may hôm nay ngồi nghe telehealth của thầy xong về tả như thật 3 lần như thế thì có khi lại cũng chết dở nhỉ. Thế thì mình phải có thêm một cái chứng kiến thầy, là cái điện não đồ. Tuy nhiên mà ít người mà tả được. Ví dụ trong thần kinh chỉ cần hỏi vài ba triệu chứng thôi là biết người ta tả không đúng ngay thầy. Vâng, nên tôi nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta biết là không một người nhà nào mong muốn bệnh nhân, người quen mình lại chẩn đoán động kinh cả. Trên thế giới chúng ta dùng cái từ epilepsy thì nó nghe nó lịch sự, nhưng mà Việt Nam không biết tại sao lại chọn cái từ nghe từ động kinh, là mọi người rất là sợ cái từ đấy. Là do đó không ai người ta mong muốn gia đình mình bị chẩn đoán động kinh cả, vì người ta cứ liên tưởng đấy là bệnh điên, đúng không ạ? Nó làm người ta sợ lắm, ông này bị động kinh ấy. Mà cảm ơn thầy Hướng, chúng ta có rất nhiều cái update, cái thông tin mới từ các chuyên khoa sâu thần kinh của thầy Hướng. Chúng tôi hỏi bệnh viện Kỳ Anh còn hỏi ý kiến gì không ạ? Về chúng ta triển khai điều trị luôn nhé.
Bọn em không có ý kiến gì ạ. Cảm ơn các thầy ạ. Vâng, cảm ơn các em. Xin phép chúng ta chuyển sang